phim tài liệu Mỹ Tâm chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng sau 3 ngày, chuyên gia nói gì? Sau 3 ngày công chiếu, phim Người giữ thời gian của ca sĩ Mỹ Tâm có doanh thu hơn 3,6 tỷ đồng. Nhiều người cho rằng con số này khá khiêm tốn so với những gì người hâm mộ mong chờ trước đó. Chính thức ra rạp từ ngày 8 tháng 4, phim Người giữ thời gian nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Đây là phim tài liệu ghi lại quá trình ca sĩ Mỹ Tâm cùng ekip chuẩn bị cho hai đêm diễn tri âm ở thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2021 và Hà Nội, tháng 11 năm 2022. Phim cũng mang đến những trải lòng của Mỹ Tâm về hành trình sự nghiệp và sự trân trọng, biết ơn những tình cảm mà fan dành cho cô suốt 20 năm. Trong phần giao lưu với khán giả và truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh khi ra mắt phim, Mỹ Tâm cho biết cô và ekip đã rất vất vả, đau đầu khi xử lý hơn 80.000 đoạn video quay trong suốt 3 năm, từ khi bắt tay lên ý tưởng về tri âm cho đến khi hoàn thành đêm diễn ở Hà Nội. Tôi xin lỗi nếu có điều gì không phải trong bộ phim, nếu có lỗi nào đó thì mong các khán giả hãy bỏ qua cho tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi sai chứ ekip không có lỗi, Mỹ Tâm chia sẻ, không thể phủ nhận Người giữ thời gian gây chú ý từ những ngày đầu được công bố. Nội dung phim không đơn thuần là sự chắp ghép những video hậu trường mà hình thành một đường dây rõ ràng, đan xen giữa quá khứ và hiện tại, hình thành nên bức chân dung rõ nét về Mỹ Tâm trong âm nhạc và đời thường. Tuy nhiên, theo thống kê của The Box Office Việt Nam, đơn vị quan sát độc lập, đến sáng ngày 11 tháng 4, Người giữ thời gian thu về hơn 3,6 tỷ đồng. Nếu xét tác phẩm của Mỹ Tâm ngang hàng với các phim điện ảnh thì con số doanh thu chưa đến 4 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp có thể khiến nhà làm phim thất vọng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng với thể loại phim tài liệu, doanh thu như vậy là điều không quá bất ngờ, bởi cơ bản phim vốn đã kén người xem. Trước đó, phim tài liệu Ski Tour của ca sĩ Sơn Tùng FTP cũng chỉ thu về 5,6 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu. Đến sáng nay ngày 12 tháng 4, ngày thứ 5 công chiếu, doanh thu phim Người giữ thời gian hiện cán mốc 4,1 tỷ đồng. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng thực tế, khán giả Việt Nam chưa quá quan tâm về phim tài liệu của một nghệ sĩ, chưa bị thu hút nhiều bởi những câu chuyện hậu trường của một show diễn. Vậy nên, nếu đem doanh số ra để đánh giá về chất lượng phim và công sức mà ekip đã bỏ ra thì thật sự khập khiễng, Nguyễn Phong Việt bày tỏ, dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa, phim này cũng là sản phẩm kinh doanh. Dù ban đầu Mỹ Tâm làm vì niềm vui, đam mê, muốn cho khán giả hiểu hơn về mình hay vì bất cứ điều gì thì cuối cùng đây cũng là một sản phẩm giải trí dành cho thị trường. Tuy nhiên, tôi nghĩ câu chuyện kinh doanh lại không phải là yếu tố tiên quyết để Mỹ Tâm quyết định làm sản phẩm này. Nhìn vào phim này, có thể thấy được công sức của những người làm phim bỏ ra rất nhiều. Tôi tin rằng ekip của Người giữ thời gian cũng biết rằng phim này không dành cho số đông, cho khán giả đại chúng. Trước hết, phim dành cho những người yêu mến Mỹ Tâm, sau đó, may mắn hơn mới đến những khán giả tò mò, muốn xem thử để biết thêm về Mỹ Tâm. Chính vì thế, tôi nghĩ khi thực hiện phim tài liệu này, Mỹ Tâm muốn làm một điều gì đó cho bản thân, cho hành trình làm nghề của mình và thêm một hương vị mới mẻ cho thị trường phim Việt. Tuy nhiên, Nguyễn Phong Việt cũng cho biết thêm với anh, Người giữ thời gian là phim tài liệu, âm nhạc về nghệ sĩ tốt nhất ở Việt Nam từ trước tới giờ. Lý giải về điều này, chuyên gia cho hay. Phim này không chỉ là hậu trường của một show diễn mà còn là nơi chúng ta nhìn thấy những hỉ, nộ, ái, ố của một nghệ sĩ hơn 20 năm đứng trên sân khấu. Điều quan trọng hơn, phim này cũng là động lực dành cho những người sáng tạo nói riêng và công chúng nói chung khi họ nghe về hành trình 20 năm làm nghề của một nghệ sĩ. Nguyễn Phong Việt cho rằng Người giữ thời gian chính là lời nhắc nhở, nguồn động lực cho lớp nghệ sĩ ghi nhớ một điều rằng dù nghệ sĩ cũng cần phải kiếm tiền, song giá trị trường tồn mà nghệ sĩ có thể để lại cho công chúng chính là những di sản âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật, câu chuyện âm nhạc, thành tựu họ có được trong đời. Mỹ Tâm sinh năm 1981 tại Đà Nẵng. Cô bắt đầu hoạt động ca hát từ đầu thập niên 2000 và trở thành tên tuổi hàng đầu của làng nhạc Việt. Trong sự nghiệp, Mỹ Tâm đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, có nhiều bản hit gắn bó với các thế hệ khán giả. Ở tuổi 42, họa mi tóc nâu vẫn giữ vững vị thế ngôi sao hạng A, được đông đảo khán giả yêu mến suốt nhiều năm qua. Bản hit gần đây nhất của Mỹ Tâm là Hẹn ước từ hư vô, phát hành tháng 3 năm 2022. Chia sẻ về tên gọi của phim Người giữ thời gian, Mỹ Tâm cho biết cô mong khi nghe mình hát, khán giả sẽ được quay ngược thời gian trở về 10, 20 năm trước, nhớ về những khoảnh khắc thanh xuân, những quãng đời ý nghĩa. Có nhiều thứ trên đời không lấy lại được, nhưng qua âm nhạc, Mỹ Tâm muốn làm người giữ lại những khoảnh khắc vô giá của thời gian. Ngoài ra, Mỹ Tâm cũng cho biết cô và ekip đã lựa chọn kỹ lưỡng những hình ảnh có thể đưa vào phim tài liệu vì không muốn gây khó chịu cho khán giả. Mặc dù bộ phim thiếu một số tư liệu mà nữ ca sĩ không thể sắp xếp được, nhưng cô tin Người giữ thời gian đã đưa lại những câu chuyện có sức hút với khán giả. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!